động vật nuôi thả rông có lẽ là câu chuyện được nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần ở thủ đô Hà Nội. Một số người thì cho rằng đây là vấn đề không ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của người dân, nhất là nơi đông người. Số khác lại thấy động vật nuôi thả rông chỉ là chuyện nhỏ. Đây là câu chuyện mà bao năm qua thủ đô vẫn chưa giải quyết được. Vườn hoa Lê Trực Trần Phú thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, mặc dù đã có biển cấm động vật nuôi thả rông và xung quanh có cả người già lẫn trẻ nhỏ thường xuyên vui chơi, thế nhưng không ít người vẫn vô tư đưa thú nuôi ra đây mà không có dây xích hay dọ mõm. Những chú chó vô tư chạy qua chạy lại trong khuôn viên như chưa hề có biển cấm. Bằng một cách nào đó, trên không ít tuyến đường, những chủ nuôi lại thường xuyên quên dọ mõm hay dây xích cho thú cưng của mình. Việc thả rông thú nuôi thực sự gây bức xúc cho nhiều người dân. Chó thả rông nó có thể chạy để cho người ta có không tránh kịp. Nó chạy nó nhồ ra mà người ta không tránh kịp. Hoặc là nó khi mà không đeo dọ mõm thì có thể là nó có thể cắn những người đi đường. Và nó làm cho những trẻ con ấy, hay là những người già mà khó tránh được. Em từng bị chó nó lùa rồi ạ. Nó rất nguy hiểm ạ. Nếu mà dẫn chó ra ngoài đường thì mọi người nên cho chó đeo dọ vào ấy. Không có là nếu mà chó mà cắn người dân là sẽ gây nguy hiểm. Công viên Thống Nhất cuối giờ chiều, chó thả rông chẳng thể đếm xuể. Người chạy bộ thì một lúc lại phải ngoảnh nhìn đằng sau để phòng chó thả rông. Người chơi thể thao thì có khi lại chấn thương vì chó. Chạy bộ khoảng tầm 5-10 mét lại thấy người ta dắt chó đi dạo kìa. Người ta lại thấy dắt chó đi dạo. Và nó cũng một phần ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình chạy bộ. Đã không ít trường hợp bị chó thả rông cắn mà hậu quả để lại rất thương tâm. Nhiều giải pháp được triển khai, thế nhưng vấn nạn này mãi vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Rõ ràng đã đến lúc giải pháp có nhiều, nhưng quan trọng vẫn là sự quyết liệt triệt để. Có như vậy tình trạng chó thả rông mới mong được giải quyết. Thưa quý vị, bệnh dại lưu hành tại hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước là nguyên nhân gây tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm, với tỷ lệ tử vong gần 100% khi lên cơn dại. Mới đây, công ty cổ phần Y tế Đức Minh, tập đoàn Y tế AMV phối hợp với công ty EIL Ấn Độ trao tặng 10.000 liều vaccine dại cho Việt Nam cực kỳ kịp thời và mang ý nghĩa nhân văn. Bệnh dại là căn bệnh thường xảy ra với người dân ở các vùng núi, vùng sâu, nông thôn và người yếu thế. Tất cả các vụ tử vong đều chưa tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó mèo cắn. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh dại nhiều năm qua vẫn còn nhiều khó khăn. Đây là bệnh nguy hiểm, khi lên cơn dại chắc chắn tử vong. Dù đã có vaccine phòng bệnh, tuy nhiên tại Việt Nam, giá vaccine dại vẫn còn là số tiền lớn với nhiều người nghèo, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa. Do vậy, việc quan trọng hàng đầu là tuyên truyền để người dân chủ động tiếp cận được vaccine phòng bệnh dại và đi tiêm vaccine dại sớm nhất sau khi bị chó mèo cắn. Số vaccine được trao tặng lần này sẽ phân bổ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các địa phương, miền núi, những nơi có số ca tử vong vì bệnh dại cao và thiếu hụt vaccine dại để tiêm miễn phí cho các đối tượng trong chương trình.